Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết kể về cuộc hôn nhân buồn với danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lan. Trong live show Gõ Cửa Thăm Nhà mới đây, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã kể về mối tình đầu của mình với danh thủ bóng đá Phạm Huỳnh Tam Lan. Mối tình đẹp nhưng thật buồn của đôi trai tài gái sắc một thời đình đám. Ngày đó, cô Đào Bạch Tuyết xinh đẹp, tài năng, đang là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại Sài Gòn. Bạch Tuyết đang là đào chính trong các vở diễn của đoàn hát giả Lý Hương có tiếng tăm. Còn Tam Lan cũng đang là tuyển thủ hàng đầu của đội tuyển bóng đá. Trong một lần, ông bầu giả Lý Hương mời cả đội bóng đá tới xem hát và lần đầu tiên Bạch Tuyết gặp danh thủ Tam Lan khi ông được mời lên để giao lưu với các nghệ sĩ. Nhưng là một bóng hồng đang được rất nhiều người theo đuổi, Bạch Tuyết không hề để ý tới chàng hậu vệ tài danh và khá đẹp trai kia. Cho đến khi đội tuyển bóng đá giành chiến thắng tại giải quốc tế Merida, Tam Lan đã chủ động tới thăm Bạch Tuyết và kiên nhẫn chờ người đẹp cho tới hết show diễn. Trước sự chân thành và si mê của chàng tuyển thủ, Bạch Tuyết đã cảm thấy siêu lòng, rồi từ đó hai người quen nhau. Rồi một hôm Tam Lan ngỏ ý cầu hôn, Bạch Tuyết đã nhận lời. Đám cưới Bạch Tuyết và Tam Lan là một sự kiện lớn tại Sài Gòn bởi cả hai đều nổi tiếng. Họ đã có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trong 7 năm trước khi chia tay. Lý do theo Bạch Tuyết, bác sĩ đã nói chị không thể có con, Tam Lan vẫn còn rất thương chị. Nhưng vì phải có trách nhiệm với gia đình trong việc có con nối dõi dòng tộc, thấy ông đau khổ chuyện trách nhiệm nối dõi, tôi chấp tay nói, thôi em trả anh về với gia đình. Nhưng ảnh nói bây giờ hai đứa thương nhau quá thì làm sao thôi được. Tôi mới nói ông là làm người phải coi chữ hiếu làm trọng, nên thôi nhau đi để anh có vợ khác. Ảnh là người tốt nên mọi thứ phải đàng hoàng. Chúng tôi chia tay không có bi kịch, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết kể. Cả hai người chia tay trong âm thầm bởi họ rất sợ sẽ bị dư luận biết được. Để quên đi chuyện tình buồn, Bạch Tuyết lao vào với công việc bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Mãi cho tới 6 tháng sau, trong một lần đang trang điểm, do quá căng thẳng Bạch Tuyết bỗng òa khóc. Vì tủi thân nên cha mẹ, bạn bè đồng nghiệp mới biết chuyện. Bạch Tuyết kể để quên đi mối tình đầu đau khổ, bà đã quyết định chọn con đường nướng nấu nơi cửa Phật. Nhưng số phận vẫn không buông tha cho bà. Một lần, bà đã gặp nhân viên mới, một người đàn ông có địa vị và học thức đã đem lòng yêu bà và sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì Bạch Tuyết có để song hành với bà trên cuộc đời. Nhờ mối tình này, Bạch Tuyết đã được sống trọn với cả lương, được thỏa mãn với đam mê sân khấu. Hai người có chung một người con trai. Còn Bạch Tuyết theo học tiến sĩ cải lương, đem tài năng của mình cống hiến cho cải lương và được gọi là cải lương chi bảo trong ngành sân khấu. Bạch Tuyết cho biết, cải lương luôn mang đến những niềm hy vọng, những triết học đơn giản mà làm người ai cũng phải học. Tôi chọn nghề này vì muốn toàn tâm toàn ý trả ơn những bậc tiền bối cải lương trong nhiều thế hệ. Khi còn sống, tôi làm hết sức mình để trả ơn, còn sau đó thế nào thì chưa cần phải suy nghĩ. Và các bạn đã theo dõi video, hy vọng quý vị đã có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.